Kính chào quý vị, Nguyễn Cảnh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ngày 16 tháng 11, chương trình ghi nhận, chuyển tải đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Các khu phố ấp đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính phủ công nhận huyện Đức Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới. Ấm lòng những bữa ăn sáng sẻ chia với lao động nghèo. Nhóm Trác Tư Át vì một côn đảo xanh. Những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu sẽ mở đầu phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, tối qua, khu phố 3, phường 7, thành phố Vũng Tàu đã long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến chung vui cùng người dân khu phố, về phía Trung ương có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách cơ quan phía Nam, Ban Dân vận Trung ương, ông Võ Văn Thiện, trưởng Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dự ngày hội. Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng dự. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết khu phố 3, phường 7, thành phố Vũng Tàu, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nhân dân Trung ương bày tỏ vui mừng về những thành quả mà cán bộ, nhân dân khu phố 3 đạt được trong thời gian qua, nhất là tinh thần đoàn kết của người dân trong khu phố. Thời gian qua, khu phố 3 không chỉ tập hợp quy động được sức mạnh cộng đồng để làm tốt công tác an sinh xã hội, như tạo điều kiện cho 35 hộ vay gần 1 tỷ 500 triệu đồng để phát triển kinh tế, chăm lo cho con em học tập, tặng quà và học bổng cho học sinh thiếu học. Đứng đầu phường 7 về việc thu nộp các loại quỹ mà còn tạo được sự gắn bó, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành nơi đáng sống. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương đã tặng 33 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 13 triệu đồng. Một năm qua, các phong trào hoạt động triển khai tại khu phố 1, phường 12, thành phố Vũng Tàu đều phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với nhân dân, tình làng nghĩa xóm giữa bà con nhân dân trong khu phố cũng ngày càng mật thiết. Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, giúp đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Năm 2020, toàn khu phố 1 chỉ còn 3 hộ nghèo, giảm 6 hộ so với năm 2019. Thực hiện hòa giải thành công 4 vụ khiếu kiện, chuyển lên cấp trên 1 vụ, 40 lượt người thực hiện hiến máu nhân đạo đạt 100% kế hoạch, thăm tặng quà cho 30 gia đình chính sách hộ nghèo, gia đình khó khăn tại khu phố. Tại ngày hội đại đoàn kết có 3 tập thể và 16 cá nhân được biểu dương vì thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động thi đua đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2020. Thưa quý vị, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu đã tổ chức hội diễn văn nghệ tri ân thầy cô với 106 tiết mục văn nghệ sôi nổi đặc sắc. Trong đêm chung kết, các em đã tổ chức bán vé theo dõi nhằm gây quỹ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của trường. Hơn 2.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường đã tham dự, ủng hộ ý nghĩa đẹp của đêm diễn. Đêm chung kết hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2020, Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu diễn ra sôi nổi, ấn tượng bởi 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình cảm thầy trò, bạn bè, trường lớp. Toàn bộ số tiền bán vé của đêm văn nghệ sẽ được dùng để trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường vào đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với tổng trị giá 10 triệu đồng. Tiếp theo là những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 1786 công nhận huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đất Đỏ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Quyết định số 1786 của Chính phủ xác nhận qua 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Đến nay, huyện Đất Đỏ đã có 100% các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%. 250 người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn huyện Đất Đỏ vừa được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức. Người nghèo, gia đình chính sách khó khăn, người cao tuổi tại huyện Đất Đỏ đã được các y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám sức khỏe tổng quát, hướng dẫn cách phòng và chữa các bệnh xương khớp, tim mạch, tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm chăm sóc tốt cho sức khỏe. Ngoài cấp thuốc miễn phí, mỗi người dân đến khám còn được tặng một phần quà gồm các nhu yếu phẩm sinh hoạt thường ngày. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 62 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực BOT Phú Mỹ 3 tài trợ. 200 vận động viên là giáo viên, công nhân viên đến từ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đất Đỏ vừa tham gia hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ tổ chức. Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ diễn ra với khí thế tươi vui sôi nổi. Các vận động viên tham gia hội thao đã tranh tài ở các môn thi nhảy bao bố, bánh xe đồng đội, đập bóng bằng đinh, bịt mắt ăn sữa chua, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, nhân viên và người lao động trong ngành giáo dục. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 13 giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Thưa quý vị, tại huyện Châu Đức, Hội cựu giáo chức huyện vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự góp mặt của 190 hội viên. Thành lập từ năm 2006 với 45 thành viên, đến nay Hội cựu giáo chức huyện Châu Đức có 190 thành viên sinh hoạt trong 6 chi hội tổ. Chăm lo cho hội viên dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, hội đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho 6 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, vận động góp vốn gây quỹ phúc lợi không lãi, giúp 5 hội viên phát triển kinh tế gần 44 triệu đồng. Hội cũng vận động hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, đóng góp kinh phí cho quỹ khuyến học huyện. Tại buổi họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hội cựu giáo chức huyện Châu Đức đã biểu dương 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020. Còn tại huyện Long Điền, trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Long Hải vừa tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng trong học sinh của trường. Đây cũng là năm thứ hai chương trình được tổ chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 30 học sinh với 25 tiết mục tranh tài. Tham gia tranh tài trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, các em học sinh đã trình diễn tài năng năng khiếu ở các lĩnh vực ca hát, múa, diễn kịch, nhảy hiện đại, vẽ, trình diễn yoga, kể chuyện. Ban giám khảo và các thầy cô, cán bộ trung tâm văn hóa học tập cộng đồng thị trấn đã chọn và trao 18 giải cho các tiết mục mang thể hiện tài năng ấn tượng nhất. Xuyên Mộc là điểm đến tiếp theo của chương trình Hòa nhịp phát triển. Thưa quý vị, Thư viện Ước mơ là dự án dành cho trẻ em Việt Nam do bà Nguyễn Phi Dân, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Thiên thần Việt Nam và ông Nguyễn Văn Tiến Hùng, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Cười sáng lập từ năm 2014. Đây là dự án trao tặng sách, kệ sách cho các trường học ở những vùng khó khăn, khó tiếp cận với sách và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tính đến thời điểm này, dự án này đã trao tặng 36 Thư viện Ước mơ tại 9 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Trong đó, thư viện thứ 36 vừa được trao tặng cho trường tiểu học Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. Thư viện Ước mơ trao tặng cho trường tiểu học Xuyên Mộc có diện tích hơn 70m², được cải tạo thi công trên nền thư viện cũ của trường. Thư viện có hơn 1.000 đầu sách phù hợp với độ tuổi học sinh tiểu học. Thư viện Ước mơ được sắp xếp trang trí theo không gian mở, giúp học sinh tự do chọn sách cũng như chỗ ngồi phù hợp. Tổng kinh phí xây dựng thư viện này gần 100 triệu đồng, giúp trường tiểu học Xuyên Mộc nâng cao hiệu quả chất lượng của tiết đọc sách và lan tỏa hơn nữa văn hóa đọc cho học sinh. Hòa chung không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ cũng náo nức với các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Phát huy truyền thống dễ dàng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, thời gian qua, nhân dân khu phố Mỹ Tân luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.
Năm 2020, các hộ kinh tế khá tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ đã giúp hộ nghèo hơn 105 triệu đồng để kinh doanh buôn bán nhỏ. Nhân dân khu phố đóng góp gần 1 tỷ đồng, tu sửa đường giao thông, lắp đặt gần 900 bóng đèn chiếu sáng, ủng hộ 87 triệu đồng xây dựng các loại quỹ. Người dân cũng quyên góp gần 100 triệu đồng để tặng học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tại ngày hội đại đoàn kết, Ban công tác mặt trận khu phố Mỹ Tân đã tặng 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Thưa quý vị, lá lành đùm lá rách là một trong những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Lan tỏa tinh thần ấy với phương châm một miếng khi đói bằng một gói khi no, một nhóm thiện nguyện tại xã Tốc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã chọn cho mình một hoạt động sẻ chia giản đơn nhưng thiết thực với những lao động nghèo khó. Đó là trao tặng phần ăn sáng định kỳ 2 lần một tháng. 3 tháng qua, cứ 6 giờ sáng ngày rằm 15 và mùng 1 âm lịch, tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đều diễn ra hoạt động phát thức ăn sáng và nước uống miễn phí cho lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động do nhóm thiện nguyện Tóc Tiên tổ chức. Mình làm công việc là đi lụm đồ cho cha trong bãi rác á. Thì đưa con đi học thì mỗi ngày có mấy cái nhà trai như là ở đây thường cho từ thiện là mấy cái đồ ăn khác nhé, lấy ăn cho nó đỡ tốn tiền một chút. Những phần ăn sáng này đều là đồ chay như bánh ướt, bún xào, nuôi xào, dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi. Làm bữa ăn sáng như vậy thì nó tiện cho bà con. Bà con có thể đi làm mỗi cô một ít để chung tay làm nên bữa sáng, chia sẻ một chút khó khăn với bà con lao động nghèo. Để có được những suất ăn sáng như thế này, 10 thành viên trong nhóm phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị. Trung bình mỗi buổi nhóm trao tặng từ 150 đến 200 phần, tổng chi phí khoảng 3 triệu đồng do các thành viên trong nhóm đóng góp. Trong lòng cô rất thoải mái, rất vui tươi. Thì mấy chị em cũng là cố gắng. Từ 30 ra mùng 1 thì cũng là tới đây để giúp cho bà con. Xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ là một trong những địa phương có nhiều dân nhập cư. Mỗi suất ăn sáng trị giá 20 đến 30 ngàn đồng với nhiều người không đáng là bao. Nhưng đối với những lao động nhập cư, công nhân nghèo thì số tiền này cũng là cả một vấn đề phải đắn đo suy nghĩ. Thế nên những phần ăn sáng miễn phí như thế này rất thiết thực, giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt cho họ. Nhiều người cũng còn khó khăn dữ lắm á. Chính như bản thân tôi, nói bản thân tôi nhiều lắm lúc sáng uống miếng nước trà thôi chứ lắm lúc cũng không có để mua thức ăn sáng được. Thì hả thấy thì lại các trong nhóm này là cho là rất mừng. Các thành viên trong nhóm thiện nguyện Tóc Tiên có độ tuổi nghề nghiệp khác nhau nhưng đều có chung một tâm nguyện, đó là sống vì mọi người, với tinh thần sẻ chia giúp đỡ cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mỗi người dính một ít chi tiêu, tiết kiệm hàng ngày để đem đến những bữa ăn thắm tình đoàn kết cộng đồng. Thưa quý vị, có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, đồng thời chứa đựng những giá trị lịch sử vô giá, Côn Đảo được ví là hòn ngọc giữa biển Đông. Do đó, lượng khách đến với Côn Đảo ngày càng đông, kéo theo những hệ lụy về môi trường, rác thải. Chúng ta cùng ngành chức năng nâng cao ý thức bảo vệ mẹ thiên nhiên, bảo vệ môi trường Côn Đảo. Giữa năm nay, nhóm Trash to Earth đã ra đời. Thông qua hoạt động nhặt dọn rác tại các bãi biển Côn Đảo vào mỗi dịp cuối tuần, các thành viên Trash to Earth đã và đang lan tỏa thông điệp vì một Côn Đảo xanh. Đã 4 tháng qua, đều đặn vào mỗi dịp cuối tuần, người dân và du khách đến Côn Đảo lại thấy một nhóm tình nguyện viên nhặt rác dọc các bãi biển. Đây là các thành viên của nhóm Trash to Earth. Trash to Earth tiếng Việt nghĩa là rác thải cho nghệ thuật. Và đúng như tên gọi của nhóm, hoạt động nhặt rác của nhóm không đơn thuần chỉ là bỏ rác vào bao mà còn được phân loại kỹ càng. Với các loại chai nhựa, đồ nhựa, vỏ lon, kim loại, nhóm tập hợp lại để bán, gây quỹ hoạt động. Các vật thể có thể tái chế thì sẽ được tái sử dụng để trang trí. Các rác vô cơ sẽ được đưa đến bãi rác tập trung. Vì Côn Đảo mình được cái hòn Long Nam Né mình chọn là một trong 10 hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh mà tại sao mình không giữ được cái môi trường đẹp, sạch đẹp của Côn Đảo đó?
Tại vì khách châu Âu á, khách Mỹ, khách châu Âu, khách Tây Âu á, cái cung đảo rất là nhiều. Có rất là nhiều bạn người nước ngoài ở khu vực cung đảo á, thì hay tới cái chỗ của tụi em cùng nhau là xử lý rác thải, cùng nhau về nói về bảo vệ môi trường. Việc làm ý nghĩa của nhóm Stuart đã nhanh chóng lan tỏa, làm thay đổi ý thức giữ gìn môi trường của người dân, du khách tại cung đảo. Từ chưa đầy 10 thành viên lúc hình thành, sau hơn 4 tháng, số thành viên tham gia vào nhóm đã lên tới gần 30 người, trong đó có cả những du khách nước ngoài yêu cung đảo. Không chỉ góp công, góp sức, nhiều người còn góp của, góp phương tiện để nhóm thuận lợi hơn trong hoạt động. Cái xe lên xe của cá nhân của chính bản thân tôi, nhưng mà khi các anh em, các bạn bè rủ thì tôi hoàn toàn tự nguyện và cùng với cả nhóm để thực hiện công tác là vệ sinh những cái bãi biển cho côn đảo ngày càng xanh đẹp hơn. Mới đầu mình thấy đi ra đi chơi, mình đưa khách đi tham quan ở đây, mình thấy là rác nhiều quá. Mình mới là tại sao bây giờ nếu như anh em mình mấy cái mùa dịch vừa rồi thì tập trung mình tham gia, mình đi nhặt rác, kêu gọi các anh em. Bắt đầu là người nước ngoài người thấy vậy, người ta rất là hăng hái, người ta ở đây, ta làm việc là người ta theo tụi em đi nhận rác chứ. Mình tới đây thấy nơi này rất đẹp, nhưng có nhiều rác do đại dương đổ vào và ý thức của người dân về sử dụng rác thải chưa cao. Nên chúng tôi nghĩ là nên làm việc này để tạo môi trường sạch đẹp cho nơi đây. Chúng tôi đã tham gia nhóm nhặt rác ở cung đảo được 4 tháng. Chúng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp, hãy cùng bảo vệ môi trường cung đảo. Để cung đảo xanh, sạch và đẹp hơn, Stuart đã lan tỏa việc làm ý nghĩa của mình thông qua fanpage Stuart Keeping Cung Đảo Clean. Qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cung đảo. Còn với Stuart, với phương châm một chuyến đi nhặt rác là một lần hòa mình vào thiên nhiên, trò chuyện cùng mẹ thiên nhiên. Các thành viên trong nhóm đã và đang tham gia nhặt rác với một tinh thần, một trái tim nhiệt huyết để cung đảo mãi xanh, xứng đáng là đảo ngọc giữa biển Đông. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.